Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ford Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe Explorer thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới. Trong lần ra mắt này, Ford Explorer 2022 có những thay đổi vượt bậc về mặt thiết kế nội và ngoại thất, động cơ cũng như trang bị an toàn. Mức giá cũng được điều chỉnh tăng so với trước. Cụ thể, giá bán đã bao gồm VAT là 2,366 tỷ đồng. Ở thế hệ thứ 6 này, Ford Explorer hoàn toàn mới 2022 được phát triển trên một hệ thống khung gầm mới, có chiều dài cơ sở tăng thêm 159mm, giúp chiếc xe có tổng chiều dài, rộng, bề thế hơn. Điểm mới đầu tiên là lưới tản nhiệt cỡ lớn được tích hợp với cụm đèn pha, cụm đèn sương mù được làm lớn hơn và liền mạch với hốc hút gió. Cản trước bọc thép, hốc hút gió sơn đen và được đẩy lên cao hơn. Các đường dập nổi ở thân xe trên thế hệ mới này mang hơi hướng cơ bắp hơn. Bộ mâm đúc 20 inch đa chấu cùng bộ lốp Michelin có chức năng tự vá khi bị dính đinh. Nội thất của Ford Explorer hoàn toàn mới được nâng cấp tinh tế hơn với vật liệu cao cấp như da, ốp gỗ, chrome sước mờ, làm cho không gian trong xe sang trọng hơn. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp với hệ thống sinh 3.4. Sau vô lăng là một màn hình kỹ thuật số đa thông tin 6,5 inch. Hàng ghế sau có tỷ lệ 35-30-35, giúp người ngồi giữa có cảm giác thoải mái hơn. Ngoài ra, hai màn hình giải trí 8 inch ở hàng ghế sau cũng hỗ trợ xem các nội dung độc lập. Khoang hành lý của Explorer hoàn toàn mới có dung tích 560 lít. Khi gặp toàn bộ hai hàng ghế sau, thì không gian chứa đồ có thể lên tới 2.486 lít. Theo thông tin chính thức, vật liệu cách âm khoang động cơ cũng được cải tiến. Kính chắn gió và hai kính cửa trước có khả năng cách âm. Kính hàng ghế thứ 2 và 3 chống nhìn xuyên thấu, tạo không gian riêng tư hơn. Hàng ghế thứ 2 còn có thêm rèm che nắng trên cánh cửa. Các tiện ích cao cấp khác phải kể đến đó là cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa B&O, sạc không dây và sạc Type-C, hệ điều hòa 3 vùng độc lập với bộ lọc gió cao cấp. Về động lực, Ford Explorer hoàn toàn mới sử dụng hộp số tự động 10 cấp, kết hợp với động cơ xăng EcoBoost 2.3 lít được tinh chỉnh. Động cơ này có công suất 301 mã lực và mô men xoắn cực đại 431,5 Nm. Có tới 7 chế độ địa hình riêng biệt bao gồm bình thường, tiết kiệm, thể thao, đường lầy, đường chân trượt, kéo rơ móc và đường tuyết và cát lún. Gói công nghệ hỗ trợ người lái Co-Pilot 360 gồm các tính năng hiện đại như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, 8 túi khí, camera 360 độ, camera chiếu hậu tích hợp chức năng tự làm sạch, hỗ trợ đánh lái và tránh va chạm, sử dụng cảm biến radar và siêu âm để phát hiện vật thể trên đường. Ford Explorer hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng Việt Nam từ giữa tháng 2 năm 2022. Xe có 4 màu là xanh, đỏ, trắng và đen. Quý vị đánh giá sao về thế hệ mới này của Ford Explorer? Xin hãy chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ.